Chào thầy và các bạn. Hôm nay con thuyết trình một cái trò chơi đã được gọi là Fly Bros. Cái trò chơi này nó được chơi như sau. Đầu tiên con nhấn vào lá cờ xanh là nó sẽ bắt đầu ạ. Mỗi lần có cái ống khói đó, nếu như mà con chạm vào những cái ống khói đó thì chú chim này sẽ dừng lại tất cả. Và cái trò chơi này nó được tạo như sau. Đầu tiên cái ống khói này là con lấy từ trên mạng về. Đầu tiên con lấy khi bấm vào lá cờ xanh ẩn lấy khối liên tục và tạo bản sao của bản thân tôi, đợi 1.5 giây là cái ống khói nó sẽ tạo ra nhiều ống khói và nó sẽ được đợi 1.5 giây, xong nó lại tạo ra tiếp. Khi tôi bắt đầu làm một bản sao, cho thêm khối hiện vào, đặt vị trí ngẫu nhiên, thằng lấy ngẫu nhiên từ 79 đến âm 79. Dạ, nó có nghĩa là vị trí ngẫu nhiên này là con lấy từ tạo một biển báo ạ. Và con sẽ dùng cái khối đặt thành thành là xong rồi con lấy khối lấy ngẫu nhiên từ 79 đến âm 79 ạ. Đi tới điểm X 259, vị trí ngẫu nhiên. Dạ, có nghĩa là cái ống khói này nó sẽ đi từ bên này, nó sẽ lên xuống vị trí ngẫu nhiên ạ. Lặp lại cho đến khi là độ x nhỏ hơn âm 237, thay đổi x một lượng âm 5. Dạ, là có nghĩa là cái ống khói này nó sẽ đi từ đây sang đây, lúc mà nó đụng vào đây thì nó sẽ bị biến mất, nên là con sẽ cho khóa lệnh là xóa bản sao này. Dạ thưa thầy, tiếp theo là đến con chim ạ. Đến con chim thì con dùng khối lệnh khi bấm vào lá cờ xanh đặt tọa độ y thành không. Tọa độ y này là con lấy từ tạo một biển báo, mới vô thì con sẽ đặt tọa độ y là thằng không. Đi tới điểm x âm 170 và y bằng không là nó sẽ ở chỗ này mãi mãi. Và tiếp theo là con sẽ cho khối liên tục vào, thay đổi y một lượng tọa độ y là nó sẽ có thể làm, nó sẽ đi bằng kiểu dọc. Thay đổi tọa độ y âm 0.5, nhấn phím mũi tên lên được bấm thì đặt tọa độ y thằng 4, là nếu như mà con nhấn vào mũi tên lên là con chim này nó sẽ nhảy lên ạ. Và nếu đang chạm script mai có nghĩa là cái ống khói này ạ. Dạ, hoặc là tọa độ y nhỏ hơn âm 171 thì dừng lại tất cả. Dạ là có nghĩa là nếu như nó rơi xuống thì cái này trò chơi này vẫn sẽ dừng lại ạ. Dạ thưa thầy các bạn, tiết trình của con đến đây là kết thúc. Rồi, cảm ơn bạn chương trình của bạn Khuất Minh Tùng. Đây là một cái dự án mới hoàn toàn. Thế đây gọi là trò chơi này dạng thiệp ạ. Mà Minh Dạ Tùng là trò chơi ạ. trò chơi đúng không? Nhưng mà chúng ta đang học thiệp thì thầy cũng rất hoan nghênh là bạn có một cái nghiên cứu và tìm hiểu cái một cái dự án trò chơi để rút kinh nghiệm được sau ấy thì khi mà thầy giới thiệu về chúng ta đang học về thiệp thì con có thể giới thiệu làm một cái chủ đề về thiệp nhé. Chủ đề về thiệp thì có rất nhiều ý tưởng của thiệp, ví dụ thiệp trung thu hay thiệp sắp tới là 20 tháng 10 đúng không? 20 tháng 1 nữa. Đấy, thì đấy cái điều là thầy muốn nói đầu tiên. Điều thứ hai thì bây giờ thì chúng ta đi vào cái chương trình này thì đầu tiên thầy đừng lo, hơi lo là cái thiệp cái trò chơi của con là
là con làm giống hệt một số cái như trò chơi Blackbird thì đã cùng đã tìm hiểu rồi. Ở đây thầy cũng khá ít nhân vật thôi, hai nhân vật thôi rồi, cũng khá đơn giản đúng không? Cả lớp nhìn thấy bạn cũng thuyết trình rất là kỹ càng rồi. Nếu bây giờ bạn sử dụng kiến thức ở trong cái thiệp sinh nhật đó là kiến thức, ví dụ là kiến thức nào này? Con để chỉ cho cả lớp mình. Dạ là kiến thức con học được là cái tạo bản sao của bản thân tôi là nó sẽ tạo ra nhiều ống khói mà mỗi lần nó tạo xong nó sẽ ngắt một dòng xong rồi nó sẽ tạo ra tiếp ạ. Là cái đó con được học trên hiệp sinh nhật ạ. Ờ rồi, đúng rất tốt ạ. Rồi. Có một cái nữa là gì? Cũng Dạ từ sinh nhật bản sao đấy nó sẽ thay đổi tọa độ. Đúng không? Lên xuống. Đúng chưa? Đúng rồi, dạ thay đúng đổi. Ví dụ ở đây là ống khói thì nó di chuyển, con thấy rằng muốn cho nó di chuyển dần sang trái thì bạn đã có lệnh gì ạ? Thay đổi gì? hay Y một lượng. thay đổi y một Y lượng ấy nhỉ? Y ấy nhỉ? vậy là x X, x để đi theo phương ngang đúng không? một Ở đây lượng thì năm để sang bên gì ạ? Bên trái đúng không? vâng. Sang bên trái đấy, đây là cái khác. Rồi, còn cái kiến thức vòng lặp này, vòng lặp lặp lại cho đến khi ý. Đây là kiến thức nó hơi nâng cao nhưng bạn cũng đã biết sử dụng đây rồi. Thì khi mà cái tọa độ x của bạn là trừ 237 đấy là bên trái này, còn ở bên trái sân khấu ngoài cùng là con biết là trừ bao nhiêu không? Trừ bao nhiêu không? Vậy là 240 ạ. Đúng, Là 10 đúng rồi. Thế 240. trừ 237 được gần đạt này thì nó sẽ bị số này bị xóa bằng sao nhé. Như vậy bạn thực hiện cái lệnh xóa bằng sao này rồi. Cái này thì cũng khá đơn giản, các bạn làm được đúng không? Giới thiệu thì làm được. Còn về nhân vật Flappy Bird mình nhảy lên nhảy xuống này thì cũng hơi nâng cao một chút nhưng mà cũng code cũng khá ngắn đúng không? Các con có thể là tham khảo cách làm của bạn Vân Tùng. Bạn sử dụng mũi tên lên thì mũi tên lên bấm thì bạn thay đổi y một lượng này đúng không? Còn nếu nhả nó ra thì nó sẽ bị tụt xuống dưới, thay đổi tụt xuống dưới 0,5 dần. Rồi, các bạn tham khảo nhé, rất hoan nghênh của bạn bài của con. Rồi, chúc mừng con đã có một cái dự án trò chơi cũng khá là hay. Và con có trước tiên mà dừng lời thì con có tham khảo cái dự án này ở đâu không? Cái làm không? Dạ là con nằm ở cái dự án này trên YouTube mà. À, đúng rồi, rồi, rồi. Đấy, chính vậy mà thầy rất muốn con làm được một dự án thiệp và tự mình sáng tạo thiệp như ví dụ của bạn Việt Tùng chẳng hạn. Đấy, Tùng hay Minh Quân vậy.